tắt xin nhan. Đúng rồi. Tắt đi. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Đó, từ từ. Ba này, ba. Anh đi hả? Được rồi, ok thắng. Dừng xe quá vị trí. Lũ cả khúc thấy không? Để ý rồi. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng và khởi hành xe ngang dốc. Vai, vai, vai. Dừng xe chưa đến vị trí. Bài thi tiếp theo, bài thi qua vệt bánh xe, đường vòng vuông góc. Vai của mình nó ngang với vòng vàng này. Thấy không, gì cứ tới vòng vàng không? Đó. Ra xe số 9 nữa, à số, ra số 18 nha. Ờ, để cái anh ấy tập lên, anh ấy tập hoặc em tập trước cũng được. Ai tập cũng được, ờ. Ờ, thế thì ra bảo anh ấy là để em tập trước, thấy không? Tập từ 9 giờ đến 10 giờ đi, còn là anh ấy tập từ 10 giờ đến 11 giờ nha. Xe số 18 đang dừng đấy. Đi đi em. Ơ chị nghe. Alo. Chị nghe, chị nghe. Cần tìm người thì mình lăng thẳng với cái chai, chậm lại chậm. Em ơi, chơi khó tranh thủ em ơi, chứ mới đi làm lại đang còn đông lắm. Chậm rồi đúng không? Sang này xíu này thấy không? Đúng rồi. Ô lăng phải giữ thẳng tự tin lên. Chậm rồi đúng rồi. Nãy cán vạch á. Cái này vuông góc thì cứ gương ngang thì lấy nhanh này, đánh lái nhanh này, già bớt thắng này này, già chậm bớt lại này, bắt đầu từ từ này. Đi đi. Đó, cứ gương này, ngang với thành ống hơi đó, đánh hết luôn. Lấy hết lái đi em, đúng rồi. Nó đánh chậm quá nó lại cán lên trên thành cho mất. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Xe số tự động ấy. Dạ, quần lát này, quay xe sẽ phản. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Em bảo mấy cái anh kỹ thuật viên anh bật cái thiết bị cho. Bật chưa? Bảo đánh cạnh đấy, bảo mà anh kỹ thuật viên anh đang bật cái thiết bị bị sao không anh, thì em phải dừng lại em chạy ra em hỏi chứ, ra chỗ mấy cái chỗ cái xe tải này. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Alo. Ờ đúng rồi em. Mình Sài Gòn em nhé. Mình ở Sài Gòn. Em ở đâu em? Ờ em ơi, cái số này có Zalo không chị gửi bạn gái đó. Dạ ok. Rồi rồi bên mình có đủ rồi mình gửi cho. À, có 4 ô nhá. Bên này có người rồi sao mình. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ.
chờ nó vào đây mình vô hay chưa? Đây ông sư, ông thấy xe nào à? Em nghe nghe. Em nghe này. Đang ghép xe đây kịp mà, 5 phút mà. Anh cứ đứng rồi xuất phát thôi. Ok chưa? Thắng cái chỗ vàng với ông ơi đấy. Tay thao tác lẹ lên. Hết lái mà. Bánh xe đè vạch. Thấy không? Bánh sớm qua là nó cát ngay. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Cái xe này nó đậu đây. Đậu chờ xe kia nó cứ ra đây đi. Cái đèn đỏ này là bao nhiêu giây hả? Hả? Cái đèn đỏ này là bao nhiêu giây? Giây nó hiện trên đấy không thấy hả? Nè, nhìn bên tay trái thấy giây nó hiện không? Ủa, cái đó là của cái này hả? Đúng rồi. Đấy, thấy không? Nó chỉ có 20 mấy giây thấy không? Bài thi tiếp theo, bài thi tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua. Nó kêu chắc không kêu nữa đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Tình huống nguy hiểm là trong một bài thi nó chỉ kêu có một lần thôi. Chào lúc. Anh nghe này. Không có chờ cái xe số 8 đấy tập cũng được. Xe số 8 là 9:30 đến 10:30 nha. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe ngang vào nơi đỗ. Cái ngang nó nhớ. Nó rối rối thì sao?
Đây nó số 3. Đây là nó số 3. Đúng rồi. Nè, 3 của mình nó ngang với đây này, này. Nè. Bạn đã đi sai quy trình thi, bạn đã thi chưa? Xin mời bạn này. Xuống xe, bạn cần luyện tập thêm. Được. Ba ngang chưa? Xe số 407 xin chào mừng bạn đến với hệ thống sát hạch lái xe tự động. Xin mời bạn đưa xe ra vạch xuất phát. Lố xíu không sao, nhưng mà nhớ được cái điểm nó chưa, để mà can chưa. Dạ. Rồi trả thằng lái. Đúng không? Giờ này nhìn nhỏ này, cái bánh xe thấy vạch đứt đứt ở dưới đường không? Có luôn. Dạ, chậm chậm đó, chậm chậm đó. Rồi ok thắng. Chậm chậm thôi, có lại cán vào trong này á. Đây nè, vạch đứt đây nè, thấy không? Thấy không? Kẹo vào sâu nữa, lát thì cán vào trong. Rồi trả hết lát đi, tôi lát anh trái vào xe vào. Rồi nhìn cái bên kia. Xe mà nó không có đè mà không hơi nữa là cứ ra thôi. Đúng rồi, xong trong một tháng. Thấy không? Rồi trả thằng lái xe xuống là nó sẽ kêu thôi. Nó hết kêu rồi. Nó không kêu nữa đâu, biết không? Em lúc mà lát này em cứ chờ kia, có đến mai mới ra. Mà hết giờ rồi. Đi vòng bên kia để trả xe cho người ta đi. Thắng lại. Biết sao là lúc nãy mình vượt qua bên kia mình lố có cái bịch vàng á, là nó báo đi xe có gì mà thi. Thấy không? Nhưng mà mình lẻ lẻ ăn chứ mình cứ chờ chờ để trả xe người ta. Nhập mình thì đọc tin. Con cứ quẹo phải đi, con cứ quẹo phải đi. Có xe mà, bình tĩnh. Xe. Không, ý là mình bên tay phải chứ mình có không xe bên tay phải mà. Nó đi bên đường kia, mình đi đường này mà con. Đi trước đầu mình kia mở kìa. Tại vì nó có cái ranh rối không có sao hết á, mình bên tay phải của mình mà. Kìa, ý là cái sàn trước kìa, nó đang quẹo phải mà. Chị thầy đi thêm vòng nữa. Thôi, hết giờ, trả xe thôi. Rồi, chị muốn cho mở cửa cho chị nên là mở thôi. Rồi.